Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin liên quan đến vấn đề thị trường. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã tăng một loạt lãi suất điều hành, trong đó tăng trần lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng thêm 1% lên mức 5% một năm. Ngay sau động thái này, thì một loạt ngân hàng thương mại cũng đã công bố biểu lãi suất huy động mới và đồng loạt tăng mạnh, không chỉ ở các kỳ hạn ngắn mà còn ở các kỳ hạn dài. Trong đó thì nhiều ngân hàng lớn đã tăng lãi suất lên trên 7% một năm. Theo đó, ngân hàng ACB áp dụng biểu lãi suất mới ngay khi quyết định của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực. Trong khi đó, lãi suất tại kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng tăng thêm 1% một năm lên mức 5% một năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Trước đó, mức lãi suất cao nhất tại các kỳ hạn này là 4% một năm. Ngân hàng SHB cũng thông báo mức lãi suất mới. Theo đó thì cao nhất tại nhà băng này là 7,35% một năm, tăng 0,65% so với trước, dành cho khách hàng gửi kỳ hạn từ 36 tháng trở lên. Đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm online của SHB đã tăng lên sát trần, hiện niêm yết ở mức 4,6% một năm, dành cho từ 1 đến 2 tháng, 4,9% một năm dành cho kỳ hạn đến 3, 5 tháng. Ngân hàng HD Bank cũng tăng lãi suất kỳ hạn 1 tháng, 5 tháng lên mức kịch trần là 5% một năm. Ngoài ra, lãi suất cao nhất tại nhà băng này đã được niêm yết là 7,65% một năm dành cho khách hàng gửi kỳ hạn 13 tháng, số tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên. Tại ngân hàng Techcombank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng đã tăng lên 6,2% một năm và chứng chỉ tiền gửi thì lên tới 6,5% một năm. Bên cạnh đó thì lãi suất kỳ hạn 36 tháng đã tăng lên 7% một năm. VPBank cũng thông báo tới khách hàng về biểu lãi suất huy động. Lãi suất cao nhất tại nhà băng này đã tăng 0,7% lên 7,7% một năm, áp dụng cho khách hàng gói từ 50 tỷ trở lên kỳ hạn 36 tháng. Trong khi các ngân hàng tư nhân đã đồng loạt tăng lãi suất, nhóm Big Four bao gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank thì vẫn chưa có thông báo mới. Thưa quý vị, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến về giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và tối đa 50% thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Nhưng theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đề xuất, thì phương án giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là tích cực, nhưng miễn hoàn toàn bộ thuế này sẽ cần thiết khi thế giới nhiều bất ổn. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng việc giảm thêm hai sắc thuế trên với xăng dầu là cần thiết. Hai phương án đề nghị mức giảm cụ thể là phương án 1, giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, gồm xăng E5, E10 và 20% thuế VAT với xăng, dầu. Phương án 2, giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng và 50% thuế VAT với xăng dầu. Thời gian giảm thuế dự kiến trong 6 tháng từ lúc nghị quyết có hiệu lực. Tuy nhiên, VCCI cũng đề nghị Bộ Tài chính về lâu dài xem xét, đánh giá tác động và miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng. Các chuyên gia cũng cho rằng xăng là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, thiết yếu trong sản xuất, tiêu dùng, nên theo họ cần xem xét lại việc đánh giá thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này. Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính thì tất cả casino đang hoạt động đều trong cảnh thua lỗ, trong khi đó thì doanh nghiệp vẫn xin cấp phép dự án mới. Trước điều này, chuyên gia cảnh báo cần phải kiểm tra kỹ và tránh tình trạng lỗ giả nhưng lãi thật. Cụ thể, theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có 9 casino được cấp phép hoạt động nhưng mà đều rơi vào lỗ nặng. Từ năm 2017 đến năm 2019, doanh thu từ hoạt động casino tăng trưởng với mức doanh thu bình quân khoảng 1.700 tỷ đồng một năm. Bình quân nộp ngân sách nhà nước vào khoảng 858 tỷ đồng một năm. Nhưng mà từ năm 2020, khi mà dịch Covid-19, hoạt động casino khó khăn phải tạm ngừng kinh doanh. Số liệu của Bộ Tài chính thì năm 2021, các casino đang hoạt động đều thua lỗ. Mới đây thì Bộ Tài chính vừa kiến nghị kéo dài thêm 2 năm thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Phú Quốc, bổ sung dự án casino mới và dự án khu du lịch tại Đà Nẵng và Khánh Hòa. Và các chuyên gia thì cho rằng khi mà đa số casino đang hoạt động rơi vào cảnh thua lỗ thì cần phải xem xét kỹ hoạt động của casino và tránh bị lợi dụng chính sách để biến giấy phép kinh doanh casino thành bình phong cho việc rửa tiền thông qua việc đánh bạc hợp pháp. Trong khi rau không rõ nguồn gốc gắn mác Việt Gáp để chui vào siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh đang gây bức xúc trong dư luận, thì lại có thực tế là các vùng trồng rau an toàn đủ điều kiện chứng nhận lại phải bỏ bao bì, tem nhãn để có thể cạnh tranh ở ngoài chợ truyền thống. Câu chuyện được ghi nhận tại Thành phố Hà Nội tiếp tục cho thấy một nghịch lý trong khâu tiêu thụ nông sản. Đây là vùng sản xuất rau an toàn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp của xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, với diện tích 250 ha. Sản phẩm từ đây đủ điều kiện để vào chuỗi các siêu thị lớn ở Hà Nội như Aeon Mall, Metro và các cửa hàng siêu thị tiện lợi khác. Thế nhưng số lượng thực tế lại rất khiêm tốn. Ở siêu thị thì họ cũng không bán được nhiều. Ví dụ mỗi một ngày họ chỉ bán được 1-2 tấn rau.
Đó, thế thì mà Văn Đức chúng tôi mỗi một ngày khoảng độ trung bình là bình quân 50 đến 70 tấn một ngày. Thế thì siêu thị được 1 2 tấn làm sao giải quyết hết được? Các xã tiêu hết hết làm sao được? Đấy thì hai ông bà cứ làm đây là cứ chuyên ra đây là ô tô đến nó chở đi thôi. Vừa bán được tư thương thì bán ở nhà. Rồi thì tư thương ở nhà thì các xe đầu mối ở làng ấy họ đến họ lấy thôi. Thì ví dụ cắt trở về nhà ấy đóng gói này nó lấy. Hai ví dụ như mang chợ đầu mối là mình cũng giao buôn cho các cái đầu xe thôi. Đây ví dụ như một hai tà mướp này chỉ một người lấy. Và hỏi là ví dụ như là nhà anh tranh trồng rau này có an toàn hay không? An toàn thì tôi khẳng định là rau tôi sản xuất là an toàn. Và tôi sẽ sẵn sàng cam kết chịu nhiệm nếu như có vấn đề gì, nếu người sử dụng. Hiện nay tại xã Văn Đức có tới hơn 50 đầu xe tải chở rau đi khắp các chợ đầu mối lớn của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Mặc dù sản xuất rau an toàn và tiêu chuẩn Việt Gáp, nhưng rau của Hợp tác xã Văn Đức cung cấp đi các chợ đầu mối đều phải bỏ đi bao bì và tem mác nhằm giảm chi phí, dễ dàng cạnh tranh với các loại rau khác ở ngoài chợ. Cái nhà sản xuất chúng tôi cũng thấy là hơi chạnh lòng. Bởi lẽ là khi cung cấp ra chợ thì cái giá rau nếu như mà gắn tem nhãn vào thì nó phải thêm một chút cái chi phí. Nhưng mà thêm một chút chi phí thì cạnh tranh với cả các cái nơi đơn vị họ cũng tham gia chợ đấy. Họ không có gắn tem nhãn thì họ lại rẻ hơn một chút. Thế thì cái người mà thương lái, cái người ta mua về cung cấp cho người tiêu dùng trực tiếp thì họ cứ rẻ hơn một chút họ mua. Thế thì như vậy thì chúng tôi bán làm sao nổi. Mỗi năm Hợp tác xã rau Văn Đức sản xuất được hơn 35.000 tấn rau. Tuy nhiên chỉ có 20% rau bán vào siêu thị. 80% số rau an toàn còn lại sẽ không được dán nhãn để cung cấp cho các chợ đầu mối. Nếu cứ kéo dài tình trạng này thì cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Thưa quý vị, với mong muốn mang đến cho gia đình những bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe thì nhiều người đã lựa chọn những loại rau củ Việt Gáp có nhãn mác rõ ràng. Thế nhưng việc rau Việt Gáp giỏm lại biến hình vào siêu thị được báo chí phanh phui thời gian vừa qua đã khiến cho không ít người tiêu dùng hoang mang. Câu hỏi đặt ra, vậy đâu mới là rau chuẩn? Và làm thế nào để phân biệt rau nào là rau chuẩn và rau nào thì chưa đạt chuẩn? Những câu hỏi này rất được quan tâm trong thời gian vừa qua. Hàng loạt thương hiệu bị phanh phui vì đã nhập và bán rau Việt Gáp giỏm trong thời gian qua. Theo quan sát của phóng viên, trong một khung giờ cao điểm mua sắm, tại các cửa hàng này lượng khách cũng giảm đi đáng kể. Nhiều ngày qua, người tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin rau Việt Gáp giỏm biến hình vào siêu thị. Với nhiều người, dường như họ không còn niềm tin. Đối với những hệ thống siêu thị mà bị phản ánh mà lên những phương tiện truyền thông chính thống nha, ví dụ như là báo hoặc là truyền hình đó, thì chắc là trong thời gian ngắn gần đó thì mình sẽ hạn chế, mình sẽ không đi những siêu thị đó đâu. Thì cũng có thể là sau này thì họ chuẩn chỉnh lại, khi sau khi mà người dân phản ánh họ chuẩn chỉnh lại những cái phương thức đầu vào thì sau đó thì có thể là mình đi, nhưng mà trong thời gian phản ánh đó đấy là mình sẽ hạn chế, mình không đi. Chị nghe ở trong Vinmart á bán hàng không có được giống như là chất lượng á, bây giờ chị là chuyển sang một chỗ khác rồi, chứ lúc trước chị hay vào trong Vinmart chị mua lắm, mắt mình nhìn thôi chứ mình đâu có biết được ở trong đó là nó sạch hay dơ, thì mình thấy trong bao bì nó sạch sẽ là mình mua thôi. Còn tại chợ truyền thống, hoạt động mua bán vẫn diễn ra sôi động như thế này. Không có bao bì, nhãn mác cụ thể như ở trong siêu thị, người tiêu dùng mua rau chỉ bằng cảm quan, rau chỉ cần tươi, xanh, không bị dập nát, úa lá. Theo các tiểu thương, họ khẳng định rau tại chợ vẫn có rất nhiều loại rau sạch được nhập từ các nhà vườn có tên tuổi rõ ràng. Tuy nhiên, vì hàng hóa ở đây không được thông qua các loại chứng chỉ kiểm định, nên không có sự cạnh tranh về giá bằng hàng trong siêu thị. Như ở ngoài này chị bán nè, đồng thời thì cũng rau sạch vậy, chị vô bao cũng được vậy. Nhưng mà chị không vô bao, chị vẫn bán bình thường là rau sạch. Ai thích thì chị vô bao mà tính tiền bao. Đó là dạng vậy thôi, nói chung mà quy ra hàng từ xưa giờ mình cũng ăn uống là ba cái rau này không có gì đâu. Bây giờ chế biến ra là rau sạch, rau này rau kia, chi cho lên giá. Thông tin nó tùm lum vậy làm cho mình cũng thấy ăn trong siêu thị cũng không thấy an tâm, cho nên mình nghĩ thôi, ở đâu cũng vậy thôi, kệ mua đại chợ. Không biết đâu mà lường em ơi, nói chung là chủ yếu là tin, lòng tin thôi, chứ còn giờ người ta muốn lừa mình thì người ta lừa, chứ sao mình tránh nổi. Những bó rau như thế này xuất hiện phần nhiều trong các bữa ăn của gia đình người Việt. Trong bối cảnh mà nhiều người có mức thu nhập ở mức trung bình, cùng với việc văn hóa tiêu dùng lâu đời, thì những ngôi chợ như thế này vẫn là lựa chọn của nhiều người tiêu dùng Việt Nam. Và rất khó để có thể khẳng định được nguồn gốc của những bó rau này. Đây có phải là rau sạch hay không? Vì như quý vị thấy đó, nó không hề có bao bì hay là nhãn mác.
Tuy nhiên cũng không thể khẳng định rằng cứ phải có bao bì và nhãn mác thì đó là rau đặc chuẩn, như sự việc rau Việt Gáp dởm biến hình vào siêu thị trong thời gian gần đây. Và quy trình để nhập hàng vào trong siêu thị diễn ra như thế nào là điều mà đang rất nhiều người quan tâm. Chúng tôi cũng đã liên hệ với siêu thị để tìm hiểu. Tuy nhiên câu trả lời nhận được là sự từ chối, bởi vì các siêu thị cho rằng đó là vấn đề nhạy cảm trong thời điểm này. Năm nay thời tiết thuận lợi, người dân trồng bưởi Phúc Trạch trên địa bàn Hà Tĩnh đang vui mừng khi mà bưởi được mùa và được cả giá. Với sản lượng đạt trên 25.000 tấn, với mức giá dao động từ 20 cho đến 40.000 đồng một quả, thì có thể nói đây là vụ trồng bưởi thắng lợi của bà con. Và hiện người dân đang thu hoạch chính vụ và dự kiến sẽ hoàn thành việc tiêu thụ bưởi trước tháng 10 này nhằm tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra. Và lúc này, chính quyền địa phương cũng đang tập trung mọi giải pháp để giúp người dân kích cầu tiêu thụ bưởi Phúc Trạch. Một không khí rộn ràng tại các vườn bưởi Phúc Trạch trên địa bàn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Thời điểm này, bưởi đang chín vàng, đạt đến độ ngon ngọt nhất nên người dân tập trung thu hoạch bưởi. Để có được những quả bưởi to tròn, đồng đều, những người nông dân như ông Hải đã bỏ rất nhiều công sức, mồ hôi để chăm sóc suốt nhiều tháng qua. Cây bưởi Phúc Trạch thì là một cái đặc sản của huyện miền núi Hương Khê. Đây là cái nguồn thu nhập chính của bà con nhân dân. Trong 7 năm nay thì kinh tế phát triển rất là đồng đều nhờ vào cây bưởi. Bưởi sau khi được thu hoạch sẽ được chọn lọc để phân phối đi toàn quốc. Với mức giá dao động từ 20 đến 40.000 đồng một quả, các thương lái sẽ thu mua tận nơi cho bà con. Sau khi được cấp tem nhãn, chỉ dẫn địa lý, đã giúp người dân quảng bá thương hiệu và nâng cao giá trị cho bưởi Phúc Trạch. Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thảo Vân đã áp dụng triệt để chuyển đổi số vào trong mỗi quả bưởi, và khi mà mỗi quả bưởi chuyển đến khách hàng thì mọi người sẽ khi mà truy xuất nguồn gốc thì sẽ biết được thông tin về sản phẩm của quả bưởi. Vì thế mà tất cả mọi khách hàng trên mọi miền tổ quốc đều có thể đặt hàng qua cái hệ thống truyền thông thương mại điện tử. Tỉnh Hà Tĩnh đã thường xuyên tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch và phân phối bưởi trên các sàn thương mại điện tử theo các hình thức khác nhau. Hiện bưởi Phúc Trạch cũng đã được phân phối tại các siêu thị lớn như Big C, Vinmart, Co-op-mart và xuất khẩu sang các nước Thái Lan, Lào. Cùng với những giải pháp để tăng khả năng tiêu thụ đối với những thị trường truyền thống trước đây, thì năm nay huyện cũng tích cực xúc tiến để đưa sản phẩm bưởi Phúc Trạch ra các thị trường quốc tế. Quả bưởi của Hà Tĩnh đã được số hóa, có nghĩa rằng nó truy xuất nguồn gốc đến gần như các vườn hồ sản xuất bưởi của tỉnh Hà Tĩnh. Và quá trình kết nối đó, số hóa đó, nó tương tác với người tiêu dùng, nó làm cho sản xuất nó gắn trực tuyến với người tiêu dùng, và chính người tiêu dùng đã tương tác sản xuất và giúp cho người sản xuất hoàn thiện quả bưởi ngày càng chất lượng ngon hơn, màu mạ đẹp hơn. Hà Tĩnh hiện có khoảng 3.500 hecta bưởi Phúc Trạch với sản lượng đạt trên 25.000 tấn. Riêng tại huyện Hương Khê có 122 tổ hợp tác sản xuất bưởi theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Một tổ hợp tác sản xuất bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn Global Gáp. Hiện bưởi Phúc Trạch đang là cây trồng chủ lực giúp người dân huyện miền núi này thoát nghèo bền vững. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.